Hi guys, this is V and welcome back to my channel. So today we're gonna learn some English. Okay. Chào mọi người ha. Thì mình tên là V. Okay, giới thiệu lại với mọi người ha. Thì hôm nay mình sẽ học thêm tiếng Anh mọi người ha. Tiếng Anh thông dụng hàng ngày thôi. Thì mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm với tất cả các bạn thôi. Anyway. Nếu mà các bạn thích cái video thì các bạn nhớ nhấn like và nhấn subscribe thì nhiều người nữa sẽ có thể nhìn thấy được cái video này, mình có thể chia sẻ kinh nghiệm được với nhiều người hơn. Ok các bạn ha. Thì mình chuẩn bị quá trời cái hình ở đây luôn. Thì hôm nay mình sẽ học về cái gì nè các bạn nhìn đây. Hôm nay mình sẽ học về con chuột or con hổ. Mình học về con vật mọi người ha, mình gọi là animal hoặc là mình cái con thú cưng ở nhà thì mình gọi là pet. Thế còn tất cả những con vật ở với nhau thì mình gọi là animal, là thú vật ha mọi người. Ok, bắt đầu thôi mọi người ha. Ok thì mình có quá trời hình ở đây luôn. Thì ra cái tên con vật và cái con vật và cái tên của con vật kế bên thì mình chỉ cho các bạn ha. Let's see, bắt đầu từ đâu đây? Ok, bắt đầu từ cái bạn dễ thương này đi ha. Let's see. Thì cái con này là con gì mọi người biết không? Con này là con bọ nè, mình hay nuôi á. Với lại nó gọi là con chuột lang đúng không? Ok, lại gần đi xíu đi. Ok, mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách đọc của con này ha. Nó cũng đơn giản lắm. Thì con chuột lang thì mình gọi nó là guinea pig. Ok, mình tách cái này ra. Chữ này là có hai âm mọi người ha. Khác với chữ tiếng Việt thì chữ tiếng Anh nó sẽ có một âm, hai âm, ba âm, nhiều âm cũng có ha. Thì mình đọc, mình đánh dần cũng như là tiếng Việt vậy đó. Cái âm này thì là âm y, âm này cũng là âm y mọi người ha, nó là guinea. Ok, mình có đánh dấu ở đây, đó là âm nhấn. Nhấn có nghĩa là sao? Nhấn có nghĩa là âm này, cái âm đầu tiên. Khi mà cái âm nhấn của mình nằm ở âm đầu hay âm thứ hai thì cái âm nhấn của mình nằm đâu có nghĩa là cái âm đó phát ra phải rõ ràng và đôi khi nó sẽ cao hơn cái âm kia một tí xíu. Nhưng mà quan trọng là cái âm đó phải là âm rõ ràng nhất mình phát ra ha. Ví dụ mình nói là guinea ha. Cái âm này mình thêm nhỏ lại tí xíu cũng được, gọi là guinea cũng được ha. Nhưng mà quan trọng cái âm này nó phải phát ra là âm rõ nhất ha. Đó là gọi là âm nhấn, mình nhấn mạnh vào đó mọi người ha. Guinea pig ha. Ở đây mình quan trọng tiếng Anh rất là quan trọng cái âm cuối mọi người ha. Âm p nè, mình quan trọng cái âm này nữa. P, p phở là p, mím môi lại sau đó đẩy hơi ra mọi người ha. P p pig g pig ha. G này mình nhẹ tí xíu rồi. Pig, guinea 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 pig. Ok mọi người ha. Guinea pig, guinea pig. Ok. Thì cái chữ này có nghĩa là con bọ hoặc là con chuột lang mọi người ha. Mà nó cũng còn có nghĩa, ví dụ như là người ta kêu là trời bữa nay mình làm guinea pig hả. Có nghĩa là mình tiếng lóng của nó gọi là nôm na là chuột bạch á. Giống như là trời bữa nay đem mình ra làm chuột bạch thí nghiệm hả, trời bữa nay mình làm con guinea pig á, mình thí nghiệm cái này cái kia nọ ha. Đó thì nó cũng gọi là con guinea pig. Ví dụ như là bữa nay mình mới ví dụ như bữa nay mình mới đi học làm tóc về, cái mình kêu chị mình, chị ơi chị có thể nào chị làm guinea pig để ngồi xuống để cho em cắt tóc cho chị được không. Đó là vậy, đây là vật thí nghiệm mình cho đó ha, là mình là con chuột bạch đó. Ok, mình cũng hay gọi là guinea pig. Alright, yay, chữ đầu tiên mọi người nha. Chữ tiếp theo, tiếp theo mình có là con ngựa vằn mọi người ha. Con ngựa vằn thì ở đây tách ra hai âm, tách ngay đây mọi người ha. Thì mình thấy nhấn âm đầu đúng không? Nhấn âm đầu có nghĩa là gì? Nhấn âm đầu có nghĩa là nó phải rõ ràng âm đầu ha. Rồi ở đây cái âm này là âm y ha mọi người. Âm y là chữ z, nói qua âm y là z, z
Ok, nhớ âm này. Âm này thì hai cái răng của mình nó phải đụng vào nhau, nó phát cái âm Z. Ok, Z. Thì khi mình phát âm đúng cái âm này thì cái cổ của mình bắt đầu rung mọi người ha. Cái cổ của mình nó phải có phát cái âm âm vang á, âm vang, âm rung á. Mọi người thấy không? Không phải là ghi, không phải là si nè, không phải si nha mọi người. Nó phải là z ha. Bra. Nói qua mọi người ha. Bra. Bra. Nói qua ha. Nhẹ nhàng thôi, đừng có bờ ra mà mình nhẹ nhàng nói qua luôn. Bra. Miếm cái môi lại thôi, đừng có nói ra cái chữ bờ. Miếm môi lại chuẩn bị nói chữ bờ thôi mà đừng có nói. Ha, mình nói nó qua luôn. Thay vì mình nói ra cái miệng mình mở ra rồi. Miếm cái miệng lại sau đó mới phát âm ra ha mọi người. Bra. Zebra. Ha, đôi khi thì âm này mình cũng có thể đọc là âm ơ. Âm ơ là nó ghi như vậy ha mọi người. Nó chỉ giống như chữ ơ của mình vậy đó. Nhưng mà nó phiên âm quốc tế nó sẽ là a ngược như thế này. Là chữ ơ là zebra. Ha, mình có thể đọc là zebra hoặc là zebra. Zebra. Ok, là con ngựa vằn mọi người ha. Ok, đơn giản không? Tiếng Anh không có khó đâu mọi người. Thật ra mình cũng tiếng Anh nó cũng đánh vần vậy thôi. Tiếng Việt thôi. Ok. À, con này mà ai uống bia là sẽ biết ha. Là con hổ mọi người ha. Con hổ. Tách ra. Cũng là hai âm ha, chữ này cũng có hai âm. Nhấn âm đầu. Ha, nhấn âm đầu. Chữ y. Chữ y thường chữ y nó sẽ là âm I. Ha, giống như mình đánh dần vậy đó, A B C D E F G đây, các chữ y là I. Ok mọi người ha. Là t I là tie. Ok. Tie, chữ tờ trong tiếng Anh thì nó hơi có cái hơi trong nó tí xíu nha. Là tie. Y chữ E, chữ R là R. Hai là chữ Ơ mà có R. R là phải đánh lưỡi ha. R. G R. G R là girl. Tiger. Không có tiger. Không có tiger nha mọi người. Không có tiger mà t. Ha, chữ T đã tie. Girl, tiger. Ha, tiger. Okay? It's a tiger, okay? Không có it's a tiger, không phải tiger ha. It's tiger. Okay. Đó. Đố mọi người cái chữ này có mấy âm nè. Nhấn ở đâu nè. Cái chữ này mình có hai âm ha. Chữ mà một âm không bao giờ nhấn nha mọi người. Có một âm thôi, nhấn chỗ nào giờ nằm chỗ đó thì nhấn chỗ đó thôi. Mình đọc chữ nào ra chữ đó thôi ha. Còn chữ nào mà từ hai âm trở lên thì mới có nhấn mọi người ha. Thấy mà có nhấn là biết là từ hai âm trở lên. Ok, chữ này sẽ có hai âm, nhấn âm đầu mọi người ha. Tách ra chính giữa. Nhớ chữ Y. Chữ Y hồi nãy mình nói là âm gì đây? Chữ Y là I. Ha, ai. Thí dụ như mình nói cái giống như chữ tôi nè, tôi I am đó thì là chữ y nè, là ai đúng không? Là l I like. Nhấn âm ha, nhấn âm thì chữ nó phải rõ ràng hoặc cao hơn là like hoặc lái, like hoặc lái ha. Chữ o với chữ n ở đây mình sẽ đọc là âm ở mọi người ha. Âm ở đây là phiên âm chữ của âm ở nè. Âm ở là ở n ẩn ha, ẩn ha, ở n ẩn lion. Ok, nhấn âm đầu rõ ràng chữ đó ha, lion ha. Nhấn thì mình cao lên tí xíu thì âm kia mình hạ thấp nó xuống chứ cái gì đâu ha. Lion ha. Mình đọc lion nghe nó không có ra âm nào, nó không có nhấn âm nào được hết ha, thì mình nhấn nó rõ hơn là lion. Like ha, rõ ràng.
ần nó nhẹ lại, đừng có ần cái nó nặng quá. Lion, 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 is a lion, is a lion, đừng có is a lion nặng quá mọi người ha, is a lion. Luyến đâu à, tiếng Anh nhẹ nhàng thôi mọi người ha. Ok, con này là con gì mọi người? Con này là con gấu đúng không? Con gấu. Ở đây mình thấy không có nhấn chỗ nào hết. Cái này chỉ có là một âm thôi mọi người ha. Thì bờ nè, âm này sẽ là đọc là âm e nè mọi người ha. Tự nhiên giờ quên mất này. Đây nè. Đó, xong rồi r nữa. Bear, bear. E-R đánh lưỡi lên air, air. Ha, e mà đánh lưỡi lên là air. Bear, bear. Chữ bờ nhẹ nhàng qua bờ. E bear, bear ha. Con bear ha. Không phải con bear nha mọi người. Không phải con bear nha. Nhớ đánh lưỡi lên bear. Bear là con gấu ha mọi người. Bear. Ok. Tiếp theo mình có là con. Con gì đây? Con ớt ha. Con ớt, con cóc mình gọi chung nha. Con ớt, con cóc gọi chung là đánh dần chung với nhau nè. Chữ F là đẩy hơi ra. Ok. Cái mình thay vì mình nói chữ phờ á, nhưng mà nó đừng có ờ ra mình. Thôi đừng có phờ, đừng có ờ ha. R ha. Này mình là ốc. G nhẹ nhàng ngàn sao. Ốc, 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 ốc. Nói qua R, ốc. R, ốc là rock, rock. Thêm chữ F nữa là frog, 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 frog. Nhớ âm cuối nha mọi người, không có frog ha. Frog, frog. Ok, it's a frog. Ok, đây chữ này tiếp theo là con khỉ mọi người ha. Con khỉ hai âm, nhấn âm đầu đánh dần nha mọi người. Âm này là m m m đúng không, chép m đó, m. Ok, đây là âm ớ mọi người ha, giống như chữ hồi nãy lion mình thấy đó. O với n là âm ớ. N ha là n, ớ là n. M n mần, mần ha, mần. Đây là âm i. Âm này là âm k, 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 ki, k, i là ki. Âm, âm ca là âm k, k, ha, âm cờ đẩy hơi ra ha mọi người. Ki, ki, không có ki, không phải con kiki, không ăn chó nha mọi người mà. Ki, 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 ha. Đập ông này nhấn âm lên, sau đó ki nhẹ nhàng xuống nè. Monkey, monkey, monkey ha, con khỉ là monkey, monkey, is a monkey, is a monkey. Ok, tiếp theo ở đây mình có con gì đây mọi người? Con chuột hamster đúng không mọi người? Thì tiếng Anh cũng giống y chang tiếng Việt thôi, nó là hamster. Hamster ha, nhấn âm đầu mọi người ha. E, chữ này là chữ âm e mọi người ha. E này là gì đây? Mình thấy nó có giữa chữ chữ a chữ e này, cái âm này nè. Thì mình để ý giống như chữ a mình không? Chữ a mình là dày đúng không? Chữ e mình là dày đúng không? Ghép nó lại nó phải gan dày không? Là a e là a e, e không phải là, nó nằm chính giữa chữ a chữ e đó. E e. Ok, ham không phải hamster, cũng không phải hamster ha. Hamster, hamster, hamster,
hamster. Hamster. Ha, âm ơ cuối nha mọi người. Hamster. Hamster. Ok, con hamster. Tiếp theo của mình là con rắn. Con rắn mọi người ha, con rắn thì có âm s n n s n e k s n e k ha, egg 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 ha, e âm này e k egg n quá, n egg neck neck. Xong chữ s vô nữa, snake 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 ha, snake snake. Ok, con rắn là con snake. Đó thì mình sẽ có là e k e sh la ish isha ish isha la ish ish fa fish isha ish fa fish 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 fish. Nó nhờ những tiếng Việt của nó mọi người. Fish fish. Đơn giản vậy ha. Ừ, cái con này tên hơi dài ha mọi người. Ok, con này là con gì đây mọi người, nhìn cái con này là con chuột dễ thương mọi người. Con chuột ha. Con chuột thì nó sẽ có nhiều cái chữ cho nó. Nó là mouse, mice, a rat. Ok, đọc lại nha mọi người. Mouse, mice, rat. Ha, mình có là mouse, mice, a rat. Ok, so ba chữ này khác nhau ở chỗ nào mọi người ha? Ba chữ này nó khác nhau ở cái mouse thì là con chuột. Chung chung mình gọi chung con chuột là con mouse. Giống như con chuột bàn phím của mình á, con chuột máy vi tính của mình nó cũng là mouse. Ok, khi mà mình nói con chuột là đó là con mouse. Ok, vậy thì chữ mice có nghĩa là chuột nhắt mọi người ha, con chuột mà nhỏ nhỏ xíu là con mice. Còn rat thì có nghĩa này mình có chuột nhỏ rồi thì con chuột bên này là con chuột bự, con chuột này là con chuột cống á mọi người, con chuột cống to đùng luôn á là con rat ha. Thường mọi người những con chuột mà thấy trong thành phố này kia thường là con rat, nhưng mà nó bự, chuột bự chán luôn là con rat. Ok, đọc lại mọi người ha. Mouse, mice, rat. Ok, mouse, mice, rat. Con chuột mọi người ha. Ok, tiếp theo mình có con gì đây, con lạc đà mọi người ha. Con lạc đà thì mình cũng có hai âm, mình có hai âm e ka camel camel camel. Ok, âm này có nhiều người người ta sẽ đọc âm a, có nhiều người sẽ đọc âm a ha, âm e a đó, âm e hoặc là âm a ha. Camel camel nó không phải là, nó không phải là camel nha mọi người. Camel camel. Ok, con camel đó, cái âm giữa âm hồi nãy mình nói đó, âm e âm này nè, camel tách ra k e k m, âm này là âm o mọi người ha, o là mo camel, nhớ âm đầu camel camel camel. Ok, tiếp theo mình có con này, con này là con chồn đúng không mọi người, con là con chồn. Ok, con chồn thì mình gọi là mink, m in k m in là m in min g k sao nữa ha. Mink mink mink, con mink ha, con mink ha mọi người. Ok, con mink. Alright, là con chồn. Chữ tiếp theo của mình là con anh chó. Con chó dễ thương mọi người ha. Chữ này quen thuộc với mình nè, là con chó. Con chó thì mình gọi là, một là mình gọi là con dog ha, dog là con chó, gọi chung chung là con chó hết. Con puppy là gì đây, puppy là chó con mọi người ha, chó con cũng con đó. Tách ra nó nằm trên giữa âm tách ra nè, nhấn âm đầu ha, âm ớ, chữ u thường là âm ớ mọi người ha, ớ rồi chữ p là up
up và up. Pa up, pop. Nè e, pa e, p, puppy. Ha, puppy. Ha, puppy. Puppy, ha, con dog gọi là puppy. Ha, dog là gọi chung là con chó, còn puppy là chó con, chó nhỏ mọi người ha. Cún con của mẹ ơi đó. Ok. Con đây là con ngựa mọi người ha. Đây mình đánh vần nha mọi người ha. Đây là h, âm h mọi người ha. H. O với r là or ha, chữ o đánh lưỡi lên là or. Or còn phần cuối là ha. Her oars. Or her or whore. Horse. 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 Đây là một âm nha mọi người. Horse. Horse. Ok. Ok, tiếp theo. Còn đây là con gì đây? Con thỏ mọi người ha. Con thỏ thì mình cũng có hai chữ để mình gọi cho nó. Con thỏ mình gọi chung là con rabbit. Ha, rabbit. Này là mình có chữ r nè, a nè, ra ha. Rabbit. Rabbit, nhấn là rabbit. Rabbit ha. Nhấn cái âm nó phải rõ ràng, còn âm còn lại thì nhẹ nhàng hạ xuống ha. Rabbit. Rabbit. Ok. Còn chữ này là thỏ con mọi người ha. Thỏ con, nhấn âm đầu nhấn lên, âm sau hạ nhẹ nhàng xuống mọi người ha. Nè âm ớ đúng không mọi người? Bờ ớ ân. Ớ nè ân, bờ ân. Bần. Ok. Đây là âm y thì n y ni. Ok mọi người. Thì nhấn âm lên hạ xuống nhẹ nhàng. Bunny. 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 Ok. Rabbit. Rabbit. Bunny. Ok. Rabbit là con thỏ chung chung, còn bunny là con thỏ con. Ok. Tiếp theo mình có là chú heo vui vẻ mọi người ha. Chú heo vui vẻ thì mình đánh vần coi nè, chữ này là âm p, b phở mọi người ha. B phở là p, miếng môi lợi âm p đẩy hơi ra p, p. Ha, y. Ok, sau đây mình có là âm p nhặn ha mọi người. Y, y, g, p, y, g, pig, 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 pig. Ha, là con heo mọi người ha. Pig. How do you read this? How do you spell it? No, but like spell to read like p. E. P. E. P. E. Guess that won't help. P. And then what is this? J. J. Is that a J? Pigeons, because that's what you call them. Pigeon. Mm-hmm. Pigeon. Yeah. See? Nhấn âm đầu ha. Pigeon. Nhẹ xuống. Âm y. P. E. P. J. E. N. Gen. Pigeon. Pigeon. Âm này là âm J chứ không phải âm G mà ha. Âm J. J. Pigeon. Love you. You're welcome. Ok, thì trở lại mọi người ha. Con này là con gì đây? Con này là con mèo đúng không mọi người? Con mèo thì nó là âm này là âm k, âm k đó mọi người. Tức là k. Chỉ không được mọi người ơi. Âm k. K. A t a t a k a t. Cat. Cat. Cat mọi người ha. Chữ này là gì đây? Ca. Hai âm mọi người ha, tách ra giữa nè. Eat. 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 K. Eat. Kit. Kit. Nhấn âm này nhẹ lại nè. Âm này là âm âm ở. Kitten. 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 Is this a black transcriber that I'm not using? Sorry mọi người ha, không sao mình vô hỏi cái. Ok, so mình có chữ cat hoặc là kitten. 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 Kitten là
mèo con mọi người ha. Còn cat là chung chung nó là con mèo. Con mèo chung chung là con cat. Còn con mèo con là kitten. Kitten. Okay. Con này. Con này là con gà loi hoặc là con gà tây mọi người ha, tách âm giữa ra. Thì mình có âm này là âm ơ ha mọi người, âm ơ là er đánh âm ơ. Có chữ r là ter. Ter. Chữ này giống chữ hồi nãy mình học là con khỉ đó, monkey đó, thì cái này cũng vậy, key. Key ha. Turkey. Turkey. Turkey nhớ ha, lên hạ xuống nhẹ nhàng thôi. Turkey. Turkey là con gà tây mọi người ha. Turkey. Hôm nay học quá trời quá đất luôn, trời còn bao nhiêu chữ này, sao nhiều quá vậy ta. Học cố lên mọi người ha. Không sao đâu. Chỉ có 30 chữ ha. Cố lên, cố lên. Ok, con này là con gì đây? Con này mọi người nhìn thấy nhiều nè, con bồ câu mọi người ha. Bồ câu thì mình gọi là con dove. Dove. Cái này mình thấy trên giọng gọi đầu đó, mình thấy không phải là đọc là chữ đô nha mọi người, chỉ nên là d o v v d o v o v dove. Dove, không phải over nha mọi người, mà o rồi cái v nhẹ xuống thôi. Ove. Ove. Dove. Con dove. Ok. Dove. 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 Con dove là con bồ câu. Ý hồi nãy mình có cái chữ pigeons ha, con pigeon. Pigeon cũng là bồ câu mọi người ha. Hai con này đều là con bồ câu hết. Cho nên chữ dove và chữ pigeon thì mình xài chữ nào cũng được hết. Nhưng mà thường á, dove là mình chỉ về con bồ câu trắng. Biểu tượng hòa bình thì nó gọi là con dove ha. Cái chữ đó nó tùy theo nó chỉ là deep, nó chỉ khác nhau về cái xuất xứ của nó thôi. À, nhưng mà nó đều chung một cái nghĩa của nó là nói về con bồ câu. Ok. Tiếp theo mình có con này là con cừu. Con cừu dễ thương mọi người ha. Con cừu thì ok ha, đây là âm y mọi người ha. Y dài. Y dài thì mọi người, y dài cái ký hiệu như thế. Y dài có nghĩa là sao? Khi mà một chữ mà mình nói là y dài thì có nghĩa là cái chữ đó mình phát âm ra là âm y rõ ràng ha. Mình có một cái mẹo của mình, đó là khi mà mình thấy âm y dài thì mình sẽ phát âm ra cái chữ đó mà mình không có nói tiếp theo. Ok. Đó, thì nó là như thế nào đây? Thí dụ như mình nói cái chữ này. Âm này mình cứ quên cái chữ bờ phía sau đi, thì mình sẽ có là âm sờ nặng phía trước nha mọi người. Sờ y là sờ y she ha. She. Sờ y là she. Sờ y she ha mọi người. She. Xong rồi mọi người pờ nhẹ phía sau, âm pờ là she pờ. She pờ ha. She pờ. She ha. Rồi, nhẹ cái âm này lại, không có bờ ra mà mình hơi ra, mình có cái hơi p thôi là sheep, sheep, sheep ha. Âm này miệng phải bành cười ra mọi người nha ha, đừng có cái âm y nhỏ nhỏ không được nha, y nhỏ nhỏ miệng chím chím là không được. Âm y này là miệng phải bành cười ra ha. Sheep, sheep, sheep. Ok, nó khác với chữ chiếc tàu ha mọi người. Chữ chiếc tàu đó là âm y ngắn là y per ip sợ ip ship mọi người ha, là ship. Cái đó là cái ship, còn cái này là cái sheep. Sheep khác nhau mọi người ha. Ok, ở đây mình có chữ con gà mọi người ha. Con gà là chicken. Ok, tách ra hai âm mọi người ha. Âm nhấn âm đầu nè là âm ch ch e k x ha. Âm này là âm y ngắn nè, e k x ch x chick 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 e k x ch x chick chick ha. Âm này ở ha, ở k ở n ở n n k n khan chick khan ha. Chicken ha, thì mình nhấn âm đầu hạ âm sau xuống, chicken chicken chicken. Ok, ở đây mình có một cái chữ nữa, n n hả, hen. Chữ này dễ nha mọi người, như tiếng Việt mình thôi, hen. Con hen thường mình hay nói là mình bên này người ta hay nói con gà hen, con gà hen ha. Hen. Hen là gì? Hen có nghĩa là con gà mái mọi người ha. Gà mái. Chicken thì mình gọi chung con nào cũng là con gà là con chicken ha. Còn khi mình nói con gà mái là con gà hen. Hen mọi người ha. Hen. Hen là gà mái. Ok.
Easy easy. Oh, con gà trống thế. Con gà trống là con gì? Khoan khoan khoan, con gà trống. Đây mình có từ con gà trống. Con gà trống ở đây. À, con gà trống ở đây mình có âm đầu nhấn nè. Đây mình có là ru s t r. Ru s t r. Ok, mình làm lại nè. R u là ru, ru, ru. Này mình có là r t r t r. Ru s t r. Ru s. Ok, nhấn âm đầu cao lên tí xíu, hạ âm sao nhẹ nhàng. Rooster, 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 rooster. Ok, là con gà trống mọi người ha, con rooster. Ok. Ok, gần xong rồi, gần xong mọi người ha. Cố gắng lên, gần xong rồi. Đây là những con vật thông thường với mình thôi. Cho nên là hôm nay Vi cố gắng là bỏ những cái con này vô. Không có nhiều đâu, cố gắng mọi người. Ok. Con này là con gì đây? Con này là con lừa. Đúng không mọi người? Con lừa. Ok, cùng nhau mình học chữ này nè. Ha. D ơ n n d n đơn. Chữ này hồi nãy giống hồi nãy của mình nè. K i ki ha, i k i ki ha. Đơn ki. Đơn ki. Nhấn âm đầu hạ âm xuống. Đơn ki. Đơn ki. Donkey ha, con donkey là con lừa, donkey. Okay. Con này là con gì? Con vẹt mọi người ha, con vẹt, con két á. Ở đây mình có là âm, âm này là âm a ha mọi người, a. Parrot, parrot, parrot. P A K R. Âm này là âm ơ. Ơ T. Parrot. Parrot ha. Parrot. Parrot là con két. Tiếp theo, chữ này dễ lắm rồi. Chữ này có thể nhiều người nghe nè. Con rùa mọi người ha. Con rùa mình tách ra. Ok. Âm này là âm ơ ha, nhớ là chữ u, thường chữ u nó sẽ là âm ớ mọi người ha. Ớ r là r ha, âm ớ mà đánh lưỡi lên r thì t r t ha, r t r t r t. Ok, l với chữ e, thấy anh l với chữ e thường nó sẽ là âm o mọi người ha. O thì t o t o t o t o t t o. Turtle, nhấn âm đầu lên. Turtle, turtle, ha, turtle. Ok, khi mà có giọng Mỹ nữa là turtle. À, chữ T phía, chữ tờ phía sau này thì nó sẽ là âm chữ tờ, thường mà chữ tờ âm cuối nó sẽ hạ xuống thành chữ đờ ha, là turtle, turtle, turtle là con rùa mọi người ha, turtle. Ok. Tiếp theo mình có là con vịt mọi người ha. Con vịt. Con vịt thì là có, mình có âm đờ ớ ha, nhớ không? Âm này là âm ớ, nhớ không? Ớ cờ ớt thêm âm cai cuối nữa là đờ ớt. Duck, 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 duck ha, là con vịt mọi người ha. Duck, duck. Thấy học tiếng Anh mà đánh nhầm như tiếng Việt không mọi người? Cũng vậy thôi gì. Ok. Chữ này phát âm như thế nào đây? Chữ này phát âm như thế nào đây mọi người? Chữ này ha, phát chữ này mình đọc làm sao mọi người? Chữ này là go ha, không phải âm âm go. Go. Go ha. Đừng có go ha mọi người, không phải là go nha. Không phải là con có go bỏ gỗ kêu gồ gồ mọi người ha. Không, là con này là con go. Đây là go. Đây là âm o. Go. Thì nó thêm giống y chang như này mà có thêm chữ âm tờ phía sau nữa là goat. 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 Ok, mọi người thử đọc lại chữ này nè. Là goat. Goat.
goat. Goat. Không phải con goat ha, không phải con go luôn mọi người ha, nó là con goat. 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 Okay. Tiếp theo, trụ chữ này là chữ đơn giản nhất luôn á, đơn giản, cực kỳ đơn giản. Hai chữ E đứng liền nhau thường nó sẽ phát ra âm I. B, I, B, con bi ha. Con bi. Ha, con bi, bi, bi. Ok, là con ong. Tiếp theo, ôi chữ cuối cùng mọi người ơi, chữ cuối cùng, hình quá, hình quá. Chữ cuối cùng ở đây mình sẽ có chữ, con này là con gì đây mọi người? Con ngỗng hoặc là con vịt trời ha mọi người, con ngỗng hoặc là con vịt trời. Thì chữ này mình sẽ đọc là âm gì nè? G nè. U nè. À, âm này là âm U nè. Rồi, S, G, U. Goose. 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 Ok mọi người. Goose, con goose. Ok. Là goose, g u goose, thêm sờ nhẹ là goose. Ok mọi người ha, mình đã học xong tất cả những chữ này rồi mọi người. Ok. Giờ thử mình đọc lại một lần cuối cùng nha mọi người, mình đọc một lần cuối cùng xem. Thử nha, thử nha. Mọi người đọc cái này lại coi là chữ gì đây. Con ếch mình đọc sao? Frog. Frog. Đúng rồi ha mọi người. Ok. Tiếp theo chữ này là turtle. Hoặc là turtle. Turtle. Ok. Turtle hoặc là turtle. Turtle. Con rùa. Ok. Tiếp theo chữ này là chicken. Chicken. Hoặc là con hen. Là con gà mái. Mọi người. Ok. Tiếp theo mình có chữ con vịt là duck. Duck. Con vịt nha. Con này là con dê mọi người ha, con dê mình gọi là goat. 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 Ok. Con két mình gọi là parrot. Parrot. Ok. Con này là con ong mình gọi là bee ha, y bởi bee, dễ ẹt chữ này ha mọi người, bee. Tiếp theo là mình có chữ con lừa là donkey ha. À, đúng rồi. Ok. Tiếp theo nhớ chữ này, con thỏ là gì đây, mình đánh dần nè. R ra b it bit rabbit. Rabbit ha. Ơ n n bên bên i n i ni bunny, nhấn âm đầu bunny. Bunny ha. Rabbit bunny, đơn giản. Chữ này con gà trống thì mình gọi là rooster. Rooster đúng không mọi người? Đúng rồi ha. Ok, hồi tự hỏi tự trả lời luôn, hay dễ sợ luôn. Ok, chữ tiếp theo nè, tiếp theo mọi người, con cừu. Con cừu non thì mình gọi là con sheep. Nhớ nha mọi người, không phải là sheep nha, mà đó là sheep. 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 Ha, âm này là một âm khó nha mọi người. Âm này thì mọi người phải luyện tập thường xuyên thì mới ra được cái âm này hoàn chỉnh nha. Đây là âm sheep. Ok, âm y dài. Chữ này bồ câu thì mình gọi là gì đây? Dove. Dove hoặc là pigeon. Pigeon ha. Dove là pigeon. Ok. Chữ này là gà tây thì mình gọi là turkey ha. À, gà tây, gà lôi đó mọi người. Tiếp theo mình có con gì đây? Con mèo thì gọi là cat. Còn mèo con thì gọi là kitten. Ok. Tiếp theo chữ này mình có là con heo gọi là pig. Pig. Ok. Con ngựa thì gọi là horse. Horse ha. Ok. Mình ở đây mình có con gì đây? Con chó. Con chó thì mình gọi chung là con dog. Dog ha, không phải là con dog nha mọi người, mà con là dog. Dog. Ok. Chó con là puppy. Con này
con chồn. Con chồn ha, con chồn thì mình gọi là mink ha. Ok, tiếp theo chữ này mọi người nhớ gọi là gì không? Con lạc đà, con lạc đà gọi là camel. Camel. Ok, con này mình có là gì đây? Mình gọi là con mouse. Ok, con chuột nhắt nhỏ nhỏ thì mình gọi là con mice. Con chuột bự bự thì mình gọi là rat. Chuột cống ha. Rat. Mouse, mice, rat. Mouse, mice, rat. Ok. Chị này, con cá thì gọi là fish. Fish. Tiếp theo nè, con rắn. Mọi người đánh dần theo chữ ha, thì mình biết được thôi, không khó đâu mọi người. Là snake. Snake, con rắn. Tiếp theo chữ này dễ ha, mình biết tiếng Việt cũng giống như tiếng Anh y chang nhau, là hamster. Đúng không mọi người? Y chang nhau luôn. Hamster. Okay. Con. Con này là con. Con khỉ mọi người ha. Con khỉ thì con khỉ gọi là gì đây mọi người? Monkey. Đúng không mọi người? Monkey. Khỉ là monkey. Ok. Chữ tiếp theo của mình ở đây mình có là con gì? Con gấu. Con gấu thì gọi là con bear. Nghe hả? Bear. Ok. Tiếp theo con này mình có là con sư tử. Sư tử thì gọi là lion. Lion. Ok. Chữ này uống bia hay gặp con hổ. Con hổ thì mình gọi là tiger. Tiger. Okay. Chữ này con ngựa vằn. Ngựa vằn thì mình gọi là zebra. Zebra. Ok. Con này mình gọi là con gì đây? Con bọ hoặc con chuột lang thì mình gọi là con guinea pig ha mọi người. Guinea pig. Còn nó còn có nghĩa gì nữa nè mọi người nhớ không? Nó còn có nghĩa là gì đây? Là con chuột bạch để mình thí nghiệm đúng không mọi người? Guinea pig. Ok, con chuột bạch để mình thí nghiệm. Cái chữ cuối cùng của mình, chữ cuối cùng đó là con ngỗng, con ngan hoặc là con vịt trời thì mình gọi là con goose. Goose ha, goose. Ok. Ô, mọi người hay quá, mọi người học hết được mấy cái chữ này rồi. Ha, không khó đâu nha mọi người. Mọi người hãy coi lại thử mình đánh vần theo ha, mình học theo cái đó mọi người ha. Đánh vần cũng dễ y chang như tiếng Việt mình thôi. Ok. Bao nhiêu là chữ nè. Oh my goodness. Oh my goodness. Ok. Alright, xong rồi mọi người ha. Ok, chúc mọi người thành công nha mọi người. Nếu mà mọi người có cái câu hỏi gì hoặc là có cái comment hoặc có ý kiến gì, hoặc là mọi người cũng muốn đặt cái câu hỏi gì đó, thì mọi người cứ bỏ bên dưới, mọi người nhắn tin với mình ở bên dưới phần comment nha mọi người. Phần comment là gọi là phần gì ta? Bình luận. Ok. Mọi người đừng quên ha, nhấn like ha, chia sẻ và nhấn subscribe cho mọi người, cho mình ha mọi người. Thì nếu mà các bạn thích cái video của mình thì các bạn nhấn like với subscribe, thì nhiều người thì người ta sẽ thấy được cái video của mình, thì mình có thể chia sẻ được kinh nghiệm với nhiều người khác nữa. Ok mọi người, vậy thì cái video của mình tới đây là hết rồi. So anyway, I will see you guys next time. Mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong cái video lần tới mọi người ha. Ok, chúc mọi người thành công. And I love you. Bye. Good luck.